có chắc tụi nó đi được nào tụi bay? Ê tụi nó kìa, chỉ là tụi bay. Yeah, đêm nay đêm đẹp vui quá. Nắm vô mày. Em để cho, em đứng đây đi. Gì? Tụi mày chặn đường tính kiếp chuyện với tao hả? Đập lấy mẹ mày luôn chứ chận gì? Má mày! Cắm mày! Mày! Làm cái gì vậy? Đập lấy mẹ nó! Đập nó! Mày! Mẹ! Giỡn mặt với tao! Đừng mà! Đi! 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 Mày! Cô Lan ơi. Dạ. Xe của cô hư nặng lắm nha. Để đây tôi coi lại cho mới được. Dạ. Vậy anh coi sửa hết là giùm em nha. À. Alo. Alo, Mai hả? Tôi nghe nè. Ờ, mày tới đâu rồi? Gần tới chưa? Tôi tới rồi nè. Vậy hả? Tao đâu thấy đây đâu. Đây nè. Cái bà này, tới rồi bắt điện thoại chi vậy? Trời. Tốn tiền à. Có một cuộc điện thoại à, mà cũng tiết kiệm nữa. Chở tôi lên chùa đi, trễ giờ nghe thầy thuyết pháp rồi nè. Mà cái bịch gì đây? Đồ cũ, chở lên chùa, cho ban hộ tự để cho người nghèo. Trời ơi. Đi. Sao khó chịu quá vậy? Vậy để qua đây. Mà sao bà hay đi chùa ghê? Ừ thì đi chùa để nghe thầy thuyết pháp. Mà bà cũng nên đi chùa tu thiện tích đức đi nha. Ý bà nói tôi ở ác á hả? Không phải. Ý tôi là mình đi chùa nghe thầy thuyết pháp để tâm hồn mình thanh thản hơn. Tôi không thèm. Sắp tới quẹo quẹo vô. Ủa đây đâu phải chùa? Ừ thì mình gửi xe ở nhà cô Diệu Tâm nè, xong rồi mình đi ghe qua chùa luôn. Trời còn phải đi ghe nữa hả? Giúp Lan đi mà Mai. Trời ơi nha. Đưa tay tôi. Ở đây mát mẻ ghê á. Cảnh vừa đẹp á, mà lại thơ mộng, mà còn yên bình nữa. Mà tôi bảo đảm á, một lát vô chùa bà sẽ thích cho coi. Vậy hả? Wow. À, mà mai mốt á, bà đi chùa á, phải mặc đồ giống tôi vậy nè. Vừa thoải mái mà lại đẹp nữa. Chuẩn thích. Dạ, tụi con cảm ơn thầy. Chào thầy và tụi con đã hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cảm ơn thầy đã dìu dắt chúng con, hướng dẫn cho chúng con được về đây tu tập và nghe pháp. Mai. Bà đem cái này vô ban hộ tự giùm tôi đi. Tôi trễ giờ nghe thuyết pháp rồi.
ở đâu? Nè, bà đi cuối đường này nè, rồi bà nói với cô Dữ Tâm á là có Lan gửi, là cô biết à. Đi, xách giùm tôi đi. Ơi. Làm ơn đi mà. Vậy nha. Đức Phật có dạy rằng tất cả chúng sinh chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ, kính tình Tam Bảo, không sát sanh và ăn chay. Chúng ta phải luôn làm việc thiện và bố thí, đó là gieo trồng ruộng phước về sau. Quý vị phải nhớ lấy. Cô ơi. À, chào con, có chuyện gì vậy con? Dạ, con là Mai, bạn của Lan. Lan vừa con đem bít đồ cho cô. À, cái này là đồ của Lan đó hả? Cô biết rồi, cô cảm ơn con nha. Hay là bây giờ con lên chánh điện nghe thuyết pháp đi. Dạ thôi, con đi vòng vòng bên đây được rồi. Dạ. Vậy hả? Con đi nha cô. Chào con. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại những giáo lý mà chúng ta đã học nha. Người Phật tử đã quy y thì phải giữ bao nhiêu giới? Mời Phật tử. Dạ bạch thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Người Phật tử đã quy y thì phải giữ năm giới. Thứ nhất là không được sát sanh. Thứ hai á, không được trộm cướp. Thứ ba, không được tà dâm. Thứ tư, không được nói dối. Thứ năm, không được uống rượu. Đúng rồi. Câu hỏi kế tiếp. Khi Đức Phật đản sanh thì người bước đi mấy bước? Con muốn trả lời hả, Thiện Duyên? Quý vị ơi, Thiện Duyên muốn trả lời kìa. Quý vị có đồng ý không? A Di Đà Phật. Con trả lời đi. Thiện Duyên, con giỏi lắm. Khi Đức Phật đản sanh, người bước đi 7 bước. Và dưới mỗi bước chân của người, đất nứt ra, mọc lên một đóa hoa sen. Lúc đó, thế giới sáng trực trong hào quang, tiếp đón bậc thầy của nhân thiên. Xin giới thiệu với quý vị, đây là chú chó Thiện Duyên mà thầy đã mang về nuôi từ nhỏ. Thiện Duyên rất thông minh và hiền lành. Hù. Quỷ. Xém rớt điện thoại. Đang làm gì á? Quay phim hả? Quay để tối về nhà coi. Tôi biết mà, chắc chắn á, bà sẽ thấy bình an khi nghe thầy thuyết pháp. Đúng rồi. Nè, bà đi với tôi đi. Đâu vậy? Đi, tôi giới thiệu bà cho thầy biết nha. Ok. Mô Phật, con chào thầy. Mô Phật, thầy chào con. Dạ, con giới thiệu với thầy, đây là Mai, bạn của con. Thầy chào con. Thầy chào con. Thầy chào bà kìa Mai. Chào anh. Ê, con này, thầy đó. Chào thầy. Thầy chào con. Con dẫn bạn đi tham quan chùa, xong rồi mời bạn vào uống nước nha. Dạ, đây là lần đầu tiên Mai đến chùa, nên không biết đó thầy. Dạ, Mai nó nghe thầy thuyết pháp thích quá, nên con dẫn đến đây. Nếu được thì cô Mai hãy thường xuyên đến chùa. Dạ, vậy Mai em tới được không thầy? Mô Phật, cửa chùa luôn rộng mở. Chào các con. Thầy ơi, cho em xin số điện thoại đi. A-di-đà Phật. Mai. Dạ, con chào thầy. Nè, bữa nay mày lạ lắm nha. Lạ gì? Thì nãy đó, xin số điện thoại của thầy chi vậy? Thì tại tao mới qua chùa nên tao đâu có biết. Ủa vậy là Mai bà đi chùa thiệt hả? Ừ, nói là làm. Với lại á, anh thầy đó đẹp trai thiệt. Đúng gu của tao. Cái con này, vô chùa mà ăn nói vậy hả? Tao bó tay mày luôn á. Thôi đi. Nhanh lên.
Chào anh. Thầy chào cô Mai. Anh đang làm gì vậy? Mô Phật, thầy đang trồng cây. Để em phụ anh nha. Mô Phật, thầy là người tu hành, cô Mai hãy gọi thầy là thầy. Sao? Gọi thầy xa cách lắm, gọi bằng anh nha. Thầy xin lỗi, nếu như cô Mai xưng hô không đúng thì xin cho thầy không tiếp chuyện. Dạ thầy. Để em phụ anh ha. Vậy cô Mai phụ thầy một tay nha. Cô Mai có mệt không? Để thầy lấy nước cho cô Mai uống nha. À dạ thôi khỏi thầy, em không có mệt. Coi kìa thầy mệt rồi đó, vô đây ngồi nghỉ đi. Mô Phật. Thầy làm gì sợ Mai dữ vậy? Làm như Mai bị bệnh truyền nhiễm vậy? Mô Phật, thầy là người tu hành nên không thể ngồi chung với cô Mai. À mà nè, thầy tu lâu chưa? Thầy mồ côi từ nhỏ, sư phụ nuôi và cho đi tu từ lúc đó luôn. À, vậy là thầy đi tu từ bé luôn á hả? Đúng rồi. À, nếu có thời gian rảnh thì cô Mai thường xuyên tới chùa thắp nhang. Thầy muốn Mai tới đây chơi hả? Thầy ơi, trời nóng quá ha thầy ha. Thầy, thầy đẹp trai lắm á thầy biết không? Thầy thấy Mai có đẹp không? Sao thầy không nói gì với Mai hết vậy? Thầy thấy Mai có đẹp không? Coi kìa, người thầy run hết rồi. Mấy cây kiểng á, chăm sóc bón phân đợt này tôi nghĩ kịp nở hoa vào mùa lễ Du Lan. Hả? Hai chị có nghe tôi nói gì không vậy? Cô Tâm, cô Tâm nhìn kìa. Thầy, để bay phụ cho. Con bé đó là ai vậy? Bạn của con Lan. Sao vô chùa bẩn đồ kỳ vậy? À, không biết. Đúng rồi đó. Thôi, làm việc đi. Mình làm tiếp đi mấy bà, làm đi. Trời ơi, thầy làm gì mà sợ Mai dữ vậy? Nãy giờ Mai giỡn á. Mô Phật, thầy là người tu hành, xin cô Mai đừng giỡn như vậy nữa. Dạ, thầy yên tâm. Mày đến chùa chỉ để nghe thầy thuyết pháp, chứ không có gì hết trơn á. Mô Phật, chỉ cần tâm an thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt cả. Nam Mô A Di Đà Phật. Chào thầy. Thầy chào cô Mai. Thầy có quyển sách Phật này tặng cho cô. Trong đó có rất nhiều lời Phật dạy, cô hãy đọc mỗi ngày, nghiền ngẫm và nhớ nó, rồi ứng dụng vô cuộc sống của mình. Cảm ơn thầy. À, thầy cho em chụp một tấm hình nha thầy. Mô Phật, chứ gì cô? Em chụp một tấm hình á là để gửi cho ba má em ở nước ngoài coi. Ba má em mà biết em đi chùa, ba má em vui lắm. Mô Phật. Rồi, chụp cho em tấm nữa nha. Thầy cho em số điện thoại nha. Để nếu mà em có gì không hiểu trong này nè, em sẽ hỏi thầy. Dạ. Rồi. Dạ, em cảm ơn thầy. Mô Phật. Chị, em thấy không có được rồi nha. Ờ. Em thấy thầy với cái cô đó hả, chụp hình chung với nhau nữa đó. Hồi nãy hình như cô đó có cho số điện thoại để liên lạc với nhau đó. Trời ơi, vậy á hả? Ừ. Hai chị à, khi chưa biết rõ sự việc á thì đừng có phán xét thầy như vậy. Ừ. Nhưng mà cô Tâm ơi, không có được như vậy. Cô bé đó ăn bận vậy rồi đứng sát rạc thầy à. Rồi lỡ Phật tử ở ngoài người ta nhìn vô người ta thấy như vậy kỳ lắm. Đúng rồi đó, không có được như vậy. Mô Phật, thầy chào quý vị. Mô Phật, Mô Phật. Sắp tới mùng 8 này các Phật tử về chùa chúng ta thọ bát quan trai rất là đông, nên thầy nhờ cô dịu tâm,
cùng quý vị băng hộ từ đây cố gắng giúp thầy và nhà chùa tổ chức cho thật chu đáo. Dạ. Cô Dự Tâm, tình hình cháu Phước nhà mình sao rồi? Dạ, mô Phật, tình hình của cháu Phước nhà con á vẫn chưa có tiến triển thầy à. Thôi, cô cố gắng, thầy sẽ cầu nguyện chư Phật gia hộ cho cháu mình mau khỏe. Dạ, cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Mô Phật bạch thầy, chúng con muốn nói chuyện riêng với thầy. Dạ, con mời thầy ngồi để chúng con thưa chuyện à. Mời thầy ạ. Mời quý vị ngồi. À, cô Diệu Tâm và quý vị có gì muốn trao đổi với thầy? Dạ, dạ bạch thầy, con thấy thầy và cô Mai có vẻ như là khá thân thiết. Con vẫn thấy không nên vậy đó thầy. Đúng rồi đó thầy, mình nên giữ khoảng cách một tí xíu nha thầy. A Di Đà Phật, quý vị Phật tử đừng quá lo lắng, thầy chỉ quản kết chúng duyên thôi. Dân ơi, mở cửa dân ơi. Dạ cô mới về. Bé Phước sao rồi dân? Dạ bé ngủ rồi. À. Trời ơi, sao mà sốt dữ vậy nè. Thương con quá Phước ơi. Dạ cô Tâm ơi, có cô Lan đến chơi. Ừ, nói cô Lan chờ cô Tâm chút xíu, cô ra liền. Dạ. Lan mới tới chơi hả con? Dạ. Con đem ít trái cây đến thăm bé Phước nè cô. Cô cảm ơn con, con chu đáo quá à. Dạ. À, mà bé Phước có khỏe lên chút nào không cô? Cô uống nước đi. Dạ. Cô rầu quá Lan à. Tình hình bé Phước vẫn như vậy, thuốc tây thuốc ta mà chữa hoài cũng không hết bệnh. Cô đừng có buồn, cố gắng nha cô. Ờ, mà Lan nè. Dạ. Sẵn con qua đây á, cô có chuyện muốn hỏi con. Chuyện gì vậy cô? Cô thấy hơi lạ đó. À, hôm nay cô Mai bạn con đó, cô hay đi chùa mà có vẻ siêng năng đi chùa lắm đó. Ủa thiệt vậy hả cô? Con cũng hy vọng á nó vào chùa để có dịp nghe thầy thuyết pháp nhiều hơn. Hai đứa con á là bạn thân với nhau hả? Sao cô thấy khác xa quá? Dạ, tại nhà gần nên tụi con chơi với nhau từ nhỏ. Mà ba mẹ của bạn Mai á đi nước ngoài rồi, cho nên Mai có một mình nè, cũng tội lắm cô. Ờ, vậy ha con. Dạ. Mà sáng nay á, cô thấy Mai nó lạ lắm. Ủa, có chuyện gì hả cô? Cô thấy Mai có vẻ thân thiết với thầy Đức lắm. Rồi cô nghe mấy cô trong ban hội tự nói á, là họ có trao đổi số điện thoại của nhau nữa. Trời, thiệt vậy nữa hả cô? Cái con nhỏ này, thiệt là. Ừ, Lan à, đó chỉ mới là cảm nhận của cô thôi. Cô nói thì nói vậy thôi chứ con đừng có suy nghĩ gì nha. À, mọi chuyện thì chưa có rõ ràng gì hết đó. Dạ. Dạ, con biết rồi, cảm ơn cô. Mà thôi, cô giữ sức khỏe nha. Con xin phép, con về. Con chào cô. Cảm ơn con đi cẩn thận nha.
Alo. A Di Đà Phật. Anh hả? Cho hỏi ai vậy? À, em Mai nè. Mô Phật, cô không được xưng hô như vậy. Chứ không phải anh thích em gọi như vậy hả? Cô gọi thầy có chuyện gì không? Em đang đọc cuốn sách anh tặng cho em nè. Cô có gì không hiểu cứ hỏi thầy. Có nhiều câu hỏi lắm ấy nha. Cô hỏi đi. Anh thấy Mai như thế nào? Mô Phật, cô nên hỏi thầy vấn đề chưa hiểu khi đọc sách kinh. Vậy anh thấy Mai có đẹp không? Mô Phật, thầy đang có việc bận, thầy cúp máy đi. Alo. Alo, tao nghe nè. Bà có đang rảnh không? Rảnh, có gì không? Tôi rất muốn một chút nữa gặp bà. Vậy hả? Ở đâu? Một tiếng nữa quán Emmy nha. Tôi biết rồi. Rồi, ok, bye bà. Vậy đi nha. Cứ làm như em nói đi. Nói như vậy là có người đã làm cho tiểu thư xinh đẹp đây si tình. Không hề. Bình thường thôi hả? Chị thích thôi, nhưng bây giờ thấy ghét rồi. Chưa có ai dám từ chối ngay điện thoại của con này. Ủa, mà hết người để phá rồi hay sao? Lại đi phá thì tu. Ai biết, thầy đẹp trai mà. Như vậy là nhiệm vụ của anh là khi nhận được tin nhắn của em á, anh sẽ nhắn lại thật tình cảm đúng không? Nghề của anh mà. Mà quên nữa, anh giúp em như vậy á, anh được trả công sao đây? Muốn gì á thì tùy anh. Em nói đó nha. Overnight hả? Ok. Ok. Lan tới rồi, anh qua chỗ khác ngồi đi. Ok, anh hiểu rồi. Ủa, sao tới sớm vậy? Bữa nay rảnh đi uống nước, được không? Bà uống gì? Dạ, chị uống gì vậy? Em, cho chị chai nước suối nha. Dạ. Alo. Anh hả, xong nhắn tin đi, gọi em làm gì? Nhớ em hả? Dạ, em biết rồi, vậy thôi ha. Bộ có thêm cây si hả? Gọi riết à, phiền ghê á. Ai vậy, tôi biết không? Biết, mà không, bạn không biết ngày này đâu. Nghi lắm nha. Ê, kể nghe chơi đi. Có gì đâu, tại vì tôi đẹp mà. Thích tôi là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà anh ta tấn công tôi quá nên tôi thấy phiền. Mà bà từ đó giờ nhanh thích mà cũng nhanh chán. Chịu thôi. Bà ngồi đây nha, tôi đi toilet xíu. Cảm ơn em. Trời đất,
Ờ, tao xin lỗi. Vì tao không ngờ người mày nói là thầy Đức. Mai nè, có phải như vậy không? Mai, mà Mai nè, mày là bạn của tao nên tao mới nói. Thầy Đức là một thầy tu, tội lỗi lắm, coi chừng bị quả báo đó. Mai, có chuyện gì bà nói cho tôi nghe đi. Chuyện bà với thầy Đức là thiệt hả? Thực ra là tôi có muốn vậy, nhưng mà tôi cũng hiểu là không được. Nhưng thầy cứ... Thầy làm sao? Bà nói đi. Mai à, bà nói đi, tôi á sẽ nhờ mọi người can thiệp cho bà. Thôi, chưa có gì mà. Thì thầy cũng nói chuyện với tôi, rồi tán tỉnh tôi, tấn công tôi dồn dập luôn. Với lại tôi cũng là con gái mà. Trời ơi, thầy Đức này ghê quá. Tôi đọc tin nhắn mà nổi hết da gà luôn á. Hôm qua thầy còn nắm tay tôi nữa. Trời Phật ơi, thầy mà quá đáng. Bây giờ bà kể đầu đuôi cho tôi nghe đi. Đi. Sao Thiện Duyên ngoan nha, lát nữa thầy cho ăn bánh nha, nghe chưa? À, giỏi giỏi, đứng lên đi. Thiện Duyên ngoan lắm, ngoan lắm. Không tin là dám làm như vậy đó. Từ hồi con bé mà bạn của ông Lan vô chùa tới giờ á, ông thầy ông sao á, khó chịu quá. Hay là bây giờ mình cứ để thời gian coi làm sao? Đợi thời gian gì nữa cô? Tin nhắn rồi cái cuộc gọi á, chính mắt con Lan nó đọc nó thấy. Nó nói không lẽ con Lan nó nói xạo. Vậy mà không tin sao được. Lát con Mai nó tới kìa, hỏi nó là biết liền chứ gì. Con Mai vô chùa nữa hả? Ờ. Trời đất ơi. Hay mình đợi con Lan rồi mình hỏi thử xem sao. Chào các cô. Các cô cho tôi xin gặp thầy chủ trì được không? À, anh có cúng dường cái gì thì gửi ở đây đi, tụi tôi sẽ lui vô sổ rồi báo lại cho thầy sao. Tôi xin gặp thầy chủ trì vì có người nhờ cúng dường. Anh ơi, anh cứ để đó đi, chúng tôi ghi lại rồi báo với thầy sao. Đúng rồi đó anh. Không biết cúng được nhiêu tiền mà đòi gặp thầy chủ trì. A Di Đà Phật. Chào quý vị. A Di Đà Phật. Chào thí chủ. Thí chủ muốn gặp thầy. Dạ phải. Có người nhờ cúng dường, phải giao tận tay thầy. Cho con gửi thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn thí chủ và người cúng dường. Dạ, con đã xong nhiệm vụ. Xin chào thầy. Chào các cô. Kính bạch thầy, con ở xa không đến chùa được, con xin gửi chút tịnh tài thành kính cúng dường trùng tu chùa Pháp Tạng. Kính chúc thầy Thích Tâm Đức vạn sự như nguyện, Phật sự viên thành. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn thí chủ Ba La Mật. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo sẽ gia hộ cho thí chủ và gia đình an lạc và hạnh phúc. Phước báo này thật là to lớn. A Di Đà Phật quý vị à, cúng dường xuất phát từ tâm, không phân biệt giàu nghèo, nhiều hay ít. Một người cúng dường sẽ làm cho những người xung quanh nhìn thấy, rồi sinh tâm hoan hỷ, nên phước báo đó là đều như nhau.
hy vọng từ nay quý vị hãy đón tiếp các Phật tử đến chùa của chúng ta bằng tâm hoan hỷ, không phân biệt nha. Dạ, chúng con đã hiểu. A Di Đà Phật. Dạ, con chào các cô. Chào thầy. Cô Mai, ra đây thầy có chút chuyện muốn trao đổi. Đó, thấy chưa, tôi nói rồi mà. A Di Đà Phật, chào cô Mai. Chào thầy. Đây là quyển sách Phật mà hôm trước thầy đưa cho cô Mai. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi. Bây giờ thầy sẽ giải đáp cho. A Di Đà Phật, thầy là người xuất gia, suốt đời gắn bó với ngôi chùa này. Cô Mai có thể đến chùa bất cứ lúc nào để hỏi về sách Phật. Thầy sẵn sàng để giải đáp. Còn về việc nghe điện thoại hay những lời ái ngữ, thầy sẽ không nghe nữa. Bây giờ thầy có việc, thầy xin phép. Từ trước tới giờ, chưa có một người con trai nào dám từ chối điện thoại của tôi. Anh nói cuộc đời của anh gắn liền với chùa, nếu như tôi làm cho anh phải ra khỏi chùa thì sao? A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Anh sẽ phải ra khỏi cái chùa này. Anh sẽ phải trở thành một người bình thường. A Di Đà Phật. Nếu anh là một người bình thường, anh sẽ yêu em, đúng không? A Di Đà Phật. Anh nói đi, đừng có Phật 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 nữa. A Di Đà Phật, thầy là đệ tử của Đức Phật, suốt đời này sẽ không nghĩ tới chuyện tình cảm trai gái hay phàm tục nữa. Cho dù ở đây hay bất cứ nơi nào, thì mãi mãi vẫn là một nhà sư, không việc gì thay đổi được. Thật quá đáng. Chưa ai làm như vậy với em. Có biết bao nhiêu thứ ngoài kia, bên ngoài cánh cổng chùa, anh không biết đâu. Ở đây có gì vui đâu. A Di Đà Phật, Đức Phật đã từng nói, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển. Khóc khi chia ly, khi mất danh vọng, khi không đạt được mục đích, đời là bể khổ. A Di Đà Phật. Cô Mai à, đời còn rất nhiều điều hay và ý nghĩa. Hãy cố gắng làm nhiều điều tốt cho đời, cho người và cả cho bản thân. Chắc chắn cô sẽ thấy an lạc và hạnh phúc. Cô Mai đến chùa chủ yếu để được hoan hỷ và an lạc. Nhưng bây giờ vì thầy mà sinh tâm phiền não. Thầy thật có lỗi. A Di Đà Phật. Em nói cho anh biết, em rất là kiên nhẫn. Điều gì mà em muốn là phải có cho bằng được. A Di Đà Phật, quay đầu là bờ. Được thôi, tôi nói cho anh biết, tôi đã bắt đầu không thích anh rồi đó. A Di Đà Phật. Anh sẽ là kẻ thù của tôi. Vì sao anh biết không? Anh đã làm cho tôi tức giận rồi. Tôi sẽ xem giữa tôi và bức tượng Phật ở trong kia ai thắng. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Để xem Phật của anh có giữ được anh ở trong cái chùa này không. A Di Đà Phật. Anh sẽ phải xin lỗi tôi, van xin tôi, anh hiểu chưa? Cô Mai à, cô sao vậy? Để xem Phật có cứu được anh hay không. Anh đang nằm trên người của tôi đó. Cứu tôi với. Trời ơi, thầy làm gì vậy thầy? Làm cái gì vậy thầy? Bô Phật, có sao không? Thầy làm cái gì kỳ vậy thầy đó? Trời, đưa cô Mai về đi. Thầy kỳ quá à. Thầy cái gì mà thầy? Vậy mà là thầy đó hả? Bình tĩnh đi con, bình tĩnh con, không sao đâu con. Nghiệp báo, nghiệp báo. Có sao không? Thank you.
Mình đừng có nói chuyện này ra với Mạnh Thường Quân. Họ không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà không ai chấp nhận có một ông thầy như vậy hết trơn á. Chào quý vị. A-di-đà Phật. Thầy mời quý vị ngồi. Dạ. Dạ. Quý vị đang bàn về việc tu sửa ngôi chùa đúng không? Dạ, đúng rồi thầy. Nhưng mà bây giờ đang có chuyện khó xử thưa thầy. Ừ, thầy hiểu. Ừ, thầy hiểu. Thầy hiểu. Dạ, mô Phật, thưa thầy, con xin nói thẳng. Mọi người ở đây á đang lo về cái chuyện xây cái chùa. Mà nếu mà chuyện không hay này lan rộng ra ngoài thì con nghĩ là Mạnh Thường Quân họ sẽ không chấp nhận đâu thầy à. Thầy hiểu. Quý vị có cách nào không? Thầy có thể làm gì để quý vị khỏi nặng lòng nữa? Dạ, kính bạch thầy. Ngôi chùa này, ban hộ tự chúng con đã chăm sóc và gìn giữ rất lâu. Lúc trước á, chúng con nhận thấy thầy là một vị thầy có đầy đủ đức độ, nên chúng con thỉnh thầy về đây để truyền dạy cho Phật tử chúng con những giáo pháp của Phật. Nói lòng vòng chi vậy? Mô Phật thưa thầy, bây giờ á đã xảy ra những chuyện không hay, ảnh hưởng tới uy tín của chùa. Bởi vậy á, thầy phải sớm giải quyết đi. Dạ thưa thầy, chúng con nghĩ thầy nên tạm ra đi để cho mọi chuyện không lan rộng ra. Thưa thầy. Thầy đồng ý. Thầy sẽ ra đi. A Di Đà Phật, các vị ơi, tôi nghĩ chắc là thầy bị oan rồi. Mắc cười vậy đó hả? Ông bị té rụng quỳ quá trời luôn. Tội nghiệp ông thầy đó quá ha. Đáng đời ổng, ai biểu chọc gan tôi chi. Anh công nhận em nham hiểm thiệt, nhưng mà anh thích. Ai gọi vậy em? Con Lan nó gọi. Em nghe đi. Alo. Mai hả? Thầy Đức bị đuổi ra khỏi chùa rồi đó. Vậy hả? Sao nhanh vậy? Ừ, cho ông chùa. Tao báo vậy cho mày yên tâm nha. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Em, có chuyện gì vậy? Ông bị đuổi ra khỏi chùa rồi. Wow. Chị vậy là đúng ý đồ của em rồi còn gì. Nè, còn nhớ lời hứa với anh không vậy? Nhớ. Tối nay luôn nha. Ok. Dạ, mô Phật. Con chào thầy. Thầy chào cô Tâm. Thầy mời cô ngồi. Cô Tâm tìm thầy có chuyện gì không? Mô Phật, con không thể hiểu nổi tại sao thầy lại như vậy. Thầy ra đi, thật lòng không ai thấy vui. Nghiệp báo khi hội đủ duyên thì nó sẽ đến. Nghiệp đã đến thì mình hoan hỷ đón nhận rồi trả cho xong. Rồi thầy sẽ tiếp tục con đường tu học giải thoát của mình. Cô Tâm đừng lo cho thầy nha. Dạ, thưa thầy, có quẩn khúc gì ở đây không thầy? À, bé Phước thế nào rồi cô Tâm? Dạ. Dạ thưa thầy, bé Phước nhà con lo lắm. Con sợ bé Phước nhà con sẽ bị liệt luôn cả hai chân đó thưa thầy. A Di Đà Phật, cô Tâm nghe thầy nói nè. Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
có hạnh nguyện tầm thinh cứu khổ. Thầy thường xuyên trì chú đại bi, cầu nguyện và hồi hướng cho bé Phước. Cô cũng phải thường xuyên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện cho con của cô. Thầy tin là sẽ linh ứng. Dạ, con xin nghe lời thầy. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con xin phép thầy. Mô Phật.
Wow, cô đẹp quá. Cô là cô Thêm phải không? Chào con. Con ngoan lắm, trông con rất đáng yêu. Tại sao con ngồi ở đây? Dạ, tại vì chân con không đi được. Cô cho con trái táo nè, con ăn vào sẽ khỏe liền. Wow, con cảm ơn cô. Cô Tiên, cô Tiên ơi. Ủa, cô Tiên đâu rồi ta? Đấy rồi. Uống đi. Qua đó ngồi đi em. Anh quên cởi nón luôn. Đây. Chào. Em ơi, đem bia lên bàn này giùm anh đi. Vô. Bia đây. Mai, anh nói cho em biết, hôm nay anh rất là vui vì em đã đạt được mục đích của mình. Ê, 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 Mai nè, em luôn phải nhớ là tối nay, overnight anh. Trời, hổ quá vậy. Hâm hổ quá. Từ từ chứ. Dũng trước đi. Rót đi. Ủa mà chưa có đá, uống luôn hả? Ừ, chơi luôn. Ừ, gì? Chơi luôn. Vô. 2, 3. Vô, 100% đó nha. Ê, mày qua mời nhỏ đó một ly coi mày. Công nhận nhỏ nó đẹp thiệt á. Qua mời đi, đi đi. Đi. Vô em. Vô. Vô. Uống hết nha. Vô, vô. Em, bổ với anh ly em. Biến đi. Gái giờ này thì hiểu rồi. Ông bạn, có gái đẹp chia sẻ với anh em đi chứ. Mày nói ai là gái á? Anh nói em đó mà. Hay là mình đến với nhau luôn đi. Gái hả? Nó chơi tao. Mày muốn gì vậy? Thôi mày, thằng nào nhà vô. Tao chơi hết máu với mày luôn á. Bước nóng tao đi. Mấy đứa tới quán anh nhậu thì nhậu vui vẻ, chứ đừng có quậy phá như vậy. Muốn quậy á thì đi ra ngoài. Mày ngồi xuống đi. Ngon đập bao nè. Nè, thôi, hôm nay là mình tới đây mình chơi vui thôi, đừng có nóng làm gì. Nè, anh em ngồi em chơi đó, đi. Làm để anh bậy á nha. Gì? Thôi mà. Nếu không á, hai đứa này là chết về em nha anh bậy. Nè, cứ thoải mái đi. Thoải mái. Thôi em uống nữa đâu anh bậy ơi. Được rồi, bữa khác uống rồi tính luôn. Rồi bữa khác em tính tiền nha anh bậy. Ừ, được rồi. Nha anh bậy, để tôi. Em đừng có lo, có anh ở đây rồi. Không có thằng nào dám đụng tới em hết á. Thôi mà. Ok anh bậy. Tới đây vui thôi, bỏ qua hết đi. Vô. Thôi vô nha. Bia em đâu? Vô. Mày vô cái. Lên bia em ơi. Mai, anh nói cho em biết, hôm nay anh rất rất là vui. Vô. Hết đi. Bây giờ hai đứa mình đi thực hiện lời hứa đi overnight nha. Ha. Ok. Ok, vui lên, ok buồn hả? Ok. Oh yeah, yeah. Tính. Thôi thề kệ, bỏ tiền lên luôn. Đi em.
Anh đợi chưa? Nhìn mặt cưng quá. Đi tu á có gì vui đâu. Thầy tu á sẽ sớm sụp đổ thôi. Anh biết rồi. Mà anh thấy em có đẹp không? Hả? Em có đẹp không? Ê, em có đẹp không? Đẹp. Em đẹp lắm. Anh nói em nghe nè. Em đẹp sao người ta không yêu em? Nhưng mà bây giờ em đang sai. Em phải ngồi im để cho anh còn chạy xe. Đêm nay mình overnight. Yeah. Có chắc tụi nó đi đường này không tụi bay? Ê tụi nó kìa, chỉ ra tụi bay. Yeah, đêm nay đi với em vui quá. Oh. Làm cho mày. Em để cho anh. Em đứng đây đi. Gì? Tụi mày chặn đường tính tiếp chuyện với tao hả? Đập tiếp mẹ mày luôn chứ chặn giờ. Mày thấy mẹ nó rồi mày mẹ giỡn mặt với tao đừng mà đập rồi đi đi mày. Con ngủ con mơ thấy có cô Tiên cho con trái táo. Nói con ăn hết. Tự nhiên con đứng được à? Cô Tiên, con xin cảm ơn trời Phật. Mẹ ơi, sao giờ mẹ chưa đi chùa? Mẹ chuẩn bị đi nè con. Mẹ cho ăn đi với nha mẹ. Bây giờ con đi vòng vòng chơi nha. Mẹ vô gặp thầy có chút việc. Dạ. Gì vậy con? Cô Tiên. Cô Tiên hả? Mẹ ơi, con nằm mơ con thấy cô Tiên vậy nè mẹ. Đó không phải là cô Tiên đâu con. Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Quỳ xuống dạ. Lại Phật Quan Âm dạ. Đi con. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, con chào thầy. A Di Đà Phật. Chào thầy đi con. Dạ, con chào thầy. Bé Phước khỏi bệnh rồi phải không con? Dạ. Dạ, bé Phước khỏe nhiều rồi thầy. Ừ, chúc mừng hai mẹ con. Thầy ơi, thầy không cần phải đi nữa thầy. Con tin là thầy không như vậy, thầy bị oan. A Di Đà Phật, thầy là đệ tử của Phật, mọi việc đều tùy duyên cô à. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi thôi. Bình tĩnh đi Mai. Tôi sợ lắm Lan ơi. Bình tĩnh đi Mai, bình tĩnh đi. Có tôi ở đây mà. Mai sợ lắm. Mai. Em à. Anh không sao đâu. Con khốn nạn. Em nín đi. Dù sao thì cũng có anh bên cạnh em mà. Nín đi em. Em à, ngày hôm nay em sẽ tháo băng. Để anh giúp em nha. Đâu. À, không. Không có gì đâu không, Mai. Không có gì em. Chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi. Không sao đâu Mai. Hai người lạ lắm. Em không tin đâu. Không có mà Mai. Em phải tin anh. Không có gì đâu Mai à. Anh nói thật anh mà. Không ra. Có gì đâu Mai. Mai. Anh tránh ra. Anh tránh ra. Mai à. Mai. Hai người đứng im đó. Em phải tin anh. Chỉ là vết sẹo nhỏ thôi Mai à. Đừng mà Mai. Sao đâu mà Mai. Mai. Đừng để mà. Mai. Mai. Không sao đâu mà em. Mai à. Qua anh rồi. Bình tĩnh đi Mai. Bình tĩnh đi em. Bình tĩnh. Ôi, đi. Không có gì hết. Không sao đâu nha. Bình tĩnh đi em. Để xem ông Phật của anh có giữ được anh ở trong cái chùa này không. Giữa tôi và bức tượng Phật ở trong kia hai tháng để xem mà tôi cứu được anh hay không. Anh đang nằm trên người của tôi đó. Mai. Mai. Em sao vậy? Trời tại Mai. Tôi mà. Mai. Mai à. À Mai. Mai. Mai à. A-di-đà Phật. Thầy ơi, thầy đừng đi mà thầy. Có chuyện gì vậy? Thầy ơi. Con xin lỗi thầy. Là lỗi của con. Con xin thầy hãy ở lại. Xin thầy đừng đi. A-di-đà Phật. Trong mỗi người đều có Phật tính. Thầy chúc mừng cô Mai đã nhìn ra lỗi lầm của mình. Từ nay hãy cố gắng sống tốt nha.
Thầy ơi, dạ thưa thầy, tụi con sai hoàn toàn rồi. Chính con và Mai đây đã phối hợp làm tất cả mọi chuyện. Những tin nhắn vào điện thoại của Mai là do một tay con giả danh thầy để làm, nhằm đánh lừa mọi người. Con mong thầy, thầy tha lỗi cho con nghe thầy. Thầy, A Di Đà Phật, có lỗi sửa sai mới là người chân chính. Cửa Phật từ bi. Chúng con thành tâm sám hối. A Di Đà Phật. Hôm nay thì nhà chùa có một số phần quà yêu thương gửi đến các vị Phật tử của chúng ta. Xin mời ban hộ tự chúng ta lên làm phận sự. Rồi, bây giờ ban hộ tự chúng ta cùng nhau lên phát quà cho bà con nghèo nha. Nơi trần gian nhiều khổ đau, từ ngàn xưa Đức Phật ra đời, cứu muôn loài vượt qua bao trầm luân rơi xa tử sinh. Ánh đao vàng luôn tỏa sáng, pháp chư Phật là lý chân. Từ đây chúng sinh nương nhờ, theo thuyền từ vừa thoát sông mê. Y vàng bay theo chân ngài, gương từ tôn chúng còn kinh nguyện. Vượt qua ngàn gian khó, chi vương bền hoàng dương Phật pháp. Hạnh Bồ Tát xứ giá Như Lai, nhập thế đưa cội nguồn giác ngộ. Khắp Ta Bà mang lợi ích đến quần sinh. Nguyện hoàng pháp từ giác giác tha tâm Bồ Đề về chân như. Nguyện độ sanh phá vô minh, sống vui an lạc, mở ra đóa hoa chân thường. Nguyện ngày đêm tinh tấn bao ân chư Phật. Kính bạch thầy, hôm nay là một ngày đại quan hỷ, ban hộ tự chúng con có một món quà kính tặng thầy ạ. A Di Đà Phật. Nơi trần gian nhiều khổ đau, từ ngàn xưa Đức Phật ra đời, cứu muôn loài vượt qua bao trầm luân rơi xa tử sinh. Ánh đao vàng luôn tỏa sáng, pháp chư Phật là lý chân. Từ đây chúng sinh nương nhờ, theo thuyền từ vượt thoát sông mê. Y vàng bay theo chân ngài, gương từ tôn chúng còn kinh nguyện. Vượt qua ngàn gian khó, chi vương bền hoàng dương Phật pháp. Hạnh Bồ Tát xứ giả Như Lai, nhập thế đưa
khơi buồn giấc ô khắp ta bà mang lời ích đến quần sinh nguyện hoàng pháp từ xa xa tha tâm bồ đề về chân như nguyện độ xanh phá vô minh sống vui an lạc mở ra đóa hoa trường thường nguyện ngày đêm tinh tấn bao ân chư Phật hạnh Bồ Tát xứ xa Như Lai nhập thế đưa cội nguồn giác ngộ khắp ta bà mang lợi ích đến quần sinh nguyện hoàng pháp từ xa xa tha tâm bồ đề về chân như nguyện độ xanh phá vô minh sống vui an lạc mở ra đóa hoa chân thường nguyện ngày đêm tinh tấn bao ân chư Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam